Ban đầu thì em thành lập cái group này mục đích là để kết hợp những người mà đam mê xe với nhau thôi. Nhưng mà sau cái quá trình mà kết hợp những người đam mê xe với nhau thì em nghĩ mình nên một làm cái gì đó có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng. Thì lúc trước là bọn em có phát cháo bên cái nhóm cháo Tình Thương Long Hoa, thì sau đó thì cơ duyên thì liên kết qua bên này tham gia nấu cơm với bếp cơm của chị Minh Thu. Nếu mà nói ra, nếu mà làm hoàn chỉnh một chiếc xe thì kinh phí nó cũng nhiều, nhưng mà ở đây bọn em là mình rất đam mê, mình có bao nhiêu mình chơi bao nhiêu, chứ mình không có cần thiết nhất thiết phải vì cái đó mình bỏ hết tất cả mọi thứ mình theo nó. Gia nhập nhóm em thì không cần điều kiện gì hết. Cái điều kiện đầu tiên là chỉ cần là đam mê xe quay cái xe rim, chỉ cần vậy thôi. Và cái thứ hai là yêu thích và muốn tham gia những hoạt động xã hội, muốn giúp đỡ cộng đồng. Dạ, cái đó chỉ là hai tiêu chí vào nhóm của em.